tiền gì? Mua hai cặp vé này nè, người ta làm từ thiện. Em tính mua cặp vé này bao nhiêu tiền? Chắc em mua gấp triệu luôn á. Sự việc do camera an ninh nhà người dân ghi lại. Có cặp đôi dừng xe ở trước cửa nhà cô gái. Em cho chị làm tiền xíu luôn em. Dạ. Có gì không chị? Bên chị đang giống như là có mở chương trình ca nhạc á, để gây quỹ từ thiện á. Cho phép tụi chị tư vấn em chút xíu được không? Dạ ok. Cái chương trình này á là tụi anh tạo ra nhằm tạo một cái quỹ từ cái tiền bán vé này á, thành cái quỹ mà để giúp đỡ cho mấy trẻ em trên vùng cao này, rồi mấy bệnh nhi trong bệnh viện, rồi người già neo đơn nữa. Cái này là chương trình thiện nguyện thôi. Là thứ bảy với chủ nhật thì em cứ mua vé này đó, rồi em rảnh, ví dụ em rảnh thứ bảy hay chủ nhật thì em cứ cầm vé này em tới em xem. Giá vé ở bên chị là chỉ có 150 một vé thôi. Nếu mà em có tấm lòng hảo tâm á thì em đã quyên góp thêm cho chương trình, cảm ơn nhiều. Thấy hay á, em cũng thích ca nhạc với lại cũng thích làm từ thiện nữa. Các chị làm gì tốt quá. Dạ. Vậy rồi em mua hai vé nha. Rồi chị cho tôi chị xin. Chị xin thông tin đi chị. Cho chị xin thông tin nha. Cái này để em xin thông tin cho bên phường á. Rồi có gì mình liệt kê ra là mạnh thường quân người ta góp bao nhiêu. Thì em tính mua cặp vé này bao nhiêu tiền? Em chắc em mua gấp triệu luôn á. Dạ rồi. Cảm ơn em nhiều, em tên Diệu Vi. Trời anh ra đúng lúc quá à. Cho em xin triệu, em thấy chưa dọa hết tiền mặt rồi. Này là gì? Đóng cho người ta, với lại tại vì cái này mua gấp từ thiện á. Tiền gì? Mua hai cặp vé nè, người ta làm từ thiện, xong người ta lấy tiền người ta lên vùng cao, người ta từ thiện cho mấy mảnh trời bất hạnh gì á. Em dạ. Cũng thích. Em chào anh. Dạ, hôm nay là tụi em công tác bên đoàn xã hội á. Thì tụi em có tạo chương trình âm nhạc. Thì có khách mời ca sĩ, rồi tụi em sẽ bán vé và cái tiền vé đó tụi em quyên góp thành cái quỹ để giúp đỡ cho trẻ em nghèo trên vùng cao. Mà em có giấy tờ gì không? Dạ có chứ anh. Để em coi. Đây, cái này là kế hoạch của chương trình, là xin phép bên quận có mọc luôn à. Không phải, cái này anh làm cũng được vậy. Ý là anh hỏi em có cái gì để xác nhận cho anh biết là em này, là làm ở bên cái công tác đó không? Đây nè anh, đây là cái vé, cái thẻ là nhân viên của em. Nhưng mà thôi để anh có một bạn cũng làm bên văn hóa quận á. Trời ơi, đưa tiền gấp lẹ người ta đi. Thì anh để anh hỏi nó, ví dụ như được thì anh mua thêm. Em cho thấy nhà mình đi luôn. Thấy uy tín quá trời. Thôi anh ơi, em nói anh nghe nè. Ví dụ như mà anh chị Hoan Hỷ ủng hộ từ thiện á thì tụi em cảm ơn. Tụi em cảm ơn. Chứ là dạ. Anh làm vậy giống như là tụi em lừa gạt thấy gì á. Tụi em cũng nói chung là cũng không cần đâu ạ. Ai ý là anh chỉ muốn biết là có thiệt không? Tại vì dạ không, dạ không. Thì nói cái này thì mình tình nguyện á. Hay rồi. Là mình giống như là mình có tấm lòng hảo tâm á. Mình giúp những cụ già neo đơn làm từ thiện. Mình đâu có cần phải làm gì đâu. Nó xuất phát từ cái tâm của mình thôi. Còn nếu dạ. Mà anh nghĩ tụi giấy em tờ đi. Mức uy tín tới vậy là thôi, tụi em cảm ơn hả? Trả giấy tờ thì em cũng đưa anh xem hết rồi. Anh cũng hay làm từ thiện lắm, để anh hỏi thử. Dạ thôi, dạ, thôi được rồi, anh em cảm ơn. Em cũng không muốn bán nữa rồi. Dạ, bọn em là giá... Thôi mà. Trời. Lừa đảo á. Sự việc do camera an ninh ngoài công viên ghi lại. Anh ơi, có kẻ ủng hộ giùm em mấy bé làm sao người xa vậy? Em ở đâu hả? Dạ, tụi em là sinh viên á anh. Tụi em mới lên đây thì tụi em làm bán kẹo này để ủng hộ mấy bé vùng sâu vùng xa anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, em cứ... Anh ơi, em là sinh viên á, em bán kẹo ủng hộ mấy bé vùng sâu vùng xa, anh muốn ủng hộ tụi em chứ. Em ấy, ngon đó. Dạ, em sinh viên thiệt mà. Bán tiền một cây. Dạ. Tùy lòng của anh à. Tùy lòng thôi anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh ơi, bọn em là sinh viên á, bọn em đang quyên góp quỹ từ thiện để ủng hộ các em vùng cao á, khó khăn á. Anh muốn ủng hộ tụi em với ạ. Cái này như một cây em. Dạ, bọn em là giá thôi mà. Trời. Lừa đảo á. Có hai tụi em nghe là
ba mẹ tụi em á, cứ dạy tụi em ra đường là cũng như người đảo người ta. Ôi anh ơi, em nói anh nghe nè, anh không ủng hộ tụi em thôi, sao anh nói lời nặng vậy? Thôi nè, ba cái trò lừa đảo này tôi rành quá rồi, biết không? Ủa anh ơi, dù gì có chuyện gì anh cũng phải hỏi cho ra lẽ, tự dưng anh lôi ba mẹ em vô là chi anh? Tự dưng anh lôi ba mẹ em vô xong anh chửi xúc phạm em vậy? Thì tôi hỏi á, ba mẹ mấy người á, dạy mấy người ra đường cứ đừng lừa đảo người ta. Tụi em không phải là dân lừa đảo. Bây giờ tôi hỏi nè, nếu mà nói á, là gây quỹ từ thiện á, giúp đỡ chị em nghèo á, thì à, bây giờ học trường nào, học trường đại học nào có giấy chứng nhận không, có chứng nhận là sinh viên không, có giấy phép của bên huyện huyện không, và cái tiền, số tiền nó đi về đâu, có chứng minh được. Nếu chứng minh được tôi sẽ quyên góp ủng hộ, còn nếu không chứng minh được thì sao? Anh ơi, tụi em là sinh viên tự phát. Không có sinh viên nào tự phát mà gây quỹ ủng hộ cho trẻ em nghèo, còn số tiền nó đi đâu ai mà biết được. Bọn em thương trẻ em, bọn em tự muốn hè đi kiếm tiền để cho trẻ em. Nhưng mà mình đừng lợi dụng cái lòng thương người của người khác, mình lợi dụng đó, mình lấy số tiền, mình đem cái danh nó ra, mình lấy số tiền đó mình tự tiêu xài cho anh ơi, tụi em cũng phải lấy tiền túi tụi em ra để đóng đó. Cho nó dễ nè, giờ ví dụ vậy thì hai em có cái gì để chứng minh cho anh này em tin không? Tụi em là sinh viên mà, tụi em mới lên đây học năm nhất, tụi em hè tụi em đi đấy, nói tình nguyện viên. Có hình ảnh bọn em hay đi làm từ thiện đấy, đây, rõ ràng cái luôn. Cái này nó không đủ đâu em. Em phải có bằng chứng chứ. Em phải có giấy tờ cái hội bên nào hoạt động từ thiện của em. Giấy tờ thì em không có. Tụi em làm, tụi em không cần phải có giấy tờ gì hết á. Chị ai là người tổ chức cho em để em đi cái thiện nguyện này? Cái tâm của em, cái tâm của tụi em. Em nói gì không ai khơi khơi gì, không có giấy tờ không ai giúp đỡ cho em đâu. Giống như Hà nói giống như vậy á, thì bao nhiêu người ngoài như tụi em á làm từ thiện á, rồi số tiền á người ta quyên góp đi vậy đâu. Thôi đi, nếu mà anh nói vậy thì tụi em chẳng có gì để nói nữa. Chẳng qua gì tụi em lừa đảo thôi. Không, em dám chỉ thẳng mặt anh là tụi em không phải là lừa đảo. Chỉ có những người có nhân cách không tốt mới nghi ngờ tụi em thôi. Anh góp ý thôi chứ đừng. Đúng rồi, biết gì mà nói. Anh đã nói rồi, em đừng có đưa tiền cho nó. Chỗ tao làm ăn nha. Trời, liên quan gì tới mày? Sự việc do camera an ninh ngoài công viên ghi lại. Anh ơi, muốn về mời nhé. Trời ơi, em bị gì vậy? Em bị tai nạn đó. Em không có tiền thôi. Ôi vậy ơi. Em cảm ơn anh giúp em đời với nhớ. Nó không mua đâu. Anh mua giúp em đau rồi. Nó không có mua. Mua giúp em đời à. Nó không có mua. Anh mua giúp em đi. Không. Em cảm ơn. Anh nhảy một lúc em biết nhảy không? Dạ anh đúng không? Lấy đồ trong giỏ hàng của anh shipper. Trong lúc lấy tiền trả vé số từ xa, anh áo trắng tiến lại. Lấy gì mày? Sao vậy? Em giữ cái tiền này lại đi. Thằng này á, nó là nó giả. Em không biết gì. Em bị nói hay là mày nói chuyện, mày có nói chuyện lại bình thường không? Thôi anh ơi, em thấy người ta bệnh, người ta bị chỗ những cái chân là bị thương này vậy. Em không biết gì hết á. Thằng này nè là anh rành mặt nó rồi. Em không biết á. Anh là thôi mày khỏi giả nữa. Em thấy anh đâu có giống giả đâu, trời ơi, cái chân anh kìa. Anh bắt gặp nó mấy lần rồi. Bây giờ mày có được bình thường lại không? Hay là nó bắt mày lên phường? Anh đã nói rồi, em đừng có đưa tiền cho nó. Mày thanh niên chay chán á. Ví dụ mà mình đi làm công việc bình thường không được, mình đi bán vé số thì cũng không sao. Nhưng mà mình bán cho nó đàng hoàng, hiểu không? Chứ mày giả này giả kia nè, em đi coi nè. Nó bị cái gì? Chân cẳng nó bị cái gì? Trời ơi, là sao trời? Bây giờ mày có nói chuyện lại được bình thường không? Thôi nè, cầm lại vé số đi. Trời ơi, gì mà đi lừa lòng thương hại của người khác để lấy tiền là sao? Mình coi thanh niên á mà không có công ăn chuyện làm đàng hoàng á, đi bán vé số cũng được, không có nói gì hết á, nhưng mà bán cho nó đàng hoàng. Mày đi lừa mày đi làm vậy chi vậy? Bán mày lo chuyện của đồng mày đó. Chỗ tao làm ăn nha. Trời, liên quan gì tới mày? Bây giờ mày muốn làm sao? Tôi hay là giờ tao điện chính quyền ở đây.
chỗ người ta mang chỗ chuyện mày hả? Mình đó. Do mày. Mình đi làm đàng hoàng không được, đi bán giá số cũng không ai nói mày hết á. Nhưng mà mày đi bán cho đàng hoàng, hiểu không? Mày có chừng tao á. Mày bày trò này kia hả? Đừng xuất hiện khu này nữa nha mày. Ở một góc camera an ninh khác của công viên ghi lại, nam thanh niên bán vé số lấy băng gạc quấn vào chân. Sau đó hắn ta dùng thuốc đỏ đổ lên băng gạc. Sau khi thực hiện xong, hắn ta đứng dậy và giả dạng làm người bị tai nạn té. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, giúp ta biết rằng nên cảnh giác với chiêu trò lừa đảo lợi dụng lòng thương người để xin tiền.